Và như chúng ta đã biết là suy tim và rối loạn chức năng thất trái là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim và sau can thiệp động mạch vành. Và chúng như các bài báo cáo của bác sĩ Bình, bác sĩ Việt Anh và bác sĩ Tuấn chúng đã thấy là tiêu sợi huyết và can thiệp động mạch vành là các biện pháp tái tưới máu vô cùng quan trọng để giúp cải thiện chức năng thất trái. Và trong đó, nếu so sánh tiêu sợi huyết và can thiệp động mạch vành thì đầu, thì can thiệp động mạch vành thì đầu giúp phục hồi tưới máu cơ tim và giúp cải thiện tiên lượng tốt hơn là tiêu sợi huyết. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một thực tế trong lâm sàng là ngay cả những bệnh nhân chúng ta mở thông được nhánh động mạch vành thủ phạm thành công thì tỷ lệ tử vong vẫn cao do bệnh nhân vẫn bị suy bơm của thất trái. Vì sao bệnh nhân lại bị suy bơm? Bởi vì vẫn còn những tổn thương như là tổn thương vi mạch, mạch vành, hoặc là chúng ta chưa tái tưới máu được hoàn toàn, còn các nhánh khác vẫn còn tổn thương hẹp hoặc tắc, hoặc là chúng ta bị huyết khối đoạn xa vân vân như các tác giả đã phân tích ở các bài báo cáo trước. Và cho đến nay, vấn đề điều trị suy tim, điều trị rối loạn chức năng tâm thu thất trái ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau can thiệp động vành vẫn là vấn đề vô cùng khó khăn, thách thức. Và một số slide về vấn đề dịch tễ học thì chúng ta thấy rằng rối loạn chức năng thất trái có thể dẫn đến suy tim cấp, đặc biệt ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến suy tim cấp và nặng hơn nữa có thể dẫn đến sốc tim. Và suy tim cấp là gì thì các bạn đều biết, đó là một tình trạng tiến triển rất nhanh, các triệu chứng và dấu hiệu của suy tim và ở các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim hoặc là các bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim thì tỷ lệ suy tim cấp chiếm từ 15 đến 20%. Còn đối với những bệnh nhân mà và cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ các cái biến cố về tim mạch ở các bệnh nhân mà suy tim sau nhồi máu cơ tim thì lại còn cao hơn nữa nếu những bệnh nhân này có các triệu chứng của suy tim cấp ngay từ lúc nhập viện so với bệnh nhân không có triệu chứng của suy tim cấp từ lúc chưa nhập viện. Và slide này chúng ta thấy là nói lên cơ chế của việc tắc nghẽn các cái vi mạch vành là một trong những cái thủ phạm quan trọng của suy tim sau nhồi máu cơ tim ở cả các bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành. Chúng ta thấy có một loạt các cái yếu tố chi phối từ các yếu tố cơ địa của bệnh nhân bao gồm các cái đa hình gen, rối loạn về đa hình gen tức là về di truyền học, bao gồm các cái tình trạng tăng đường huyết, tiểu đường, rối loạn lipid máu và bệnh nhân những bệnh nhân mà không có gọi là không có preconditioning là thích nghi từ trước, tức là mà bệnh nhân bị đột ngột bị tác động mạch vành ngay, hoặc những cái bệnh nhân rối loạn chức năng nội mạc, hoặc bệnh nhân bị huyết khối đoạn xa và một loạt các cái trường hợp mà bị các cái thiếu máu cục bộ cơ tim trước và sau khi chúng ta tái tưới máu. Và đây là hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân của bệnh nhân bị tắc nghẽn vi mạch vành ở hình bên trái, và ở hình bên phải là chúng ta thấy là không những là tắc nghẽn vi mạch vành mà còn xuất huyết, các cái hình ảnh vi xuất huyết ở trong cơ tim ở một bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau can thiệp động mạch vành ngày thứ tư. Chúng ta thấy là đứng về mặt hình ảnh và vi thể thì vẫn còn rất là nhiều vấn đề mà chúng ta còn phải đối mặt. Và suy tim cũng như là chúng ta đã thấy từ các slide trước thì suy tim và rối loạn chức năng tâm thu thất trái thì rõ ràng là nó liên quan đến vị trí và phạm vi của vùng cơ tim bị rối loạn vận động. Chúng ta thấy càng nhiều vùng cơ tim bị mất vận động, không vận động hoặc vận động bình thường thì cái chức năng tim suy bơm nó càng giảm. Và suy tim sau can thiệp động mạch vành thì nó liên quan trực tiếp đến những vấn đề gì? Đến thứ nhất là đến cái diện nhồi máu, xem diện nhồi máu có rộng không, chúng ta có thể khảo sát trên siêu âm tim và đặc biệt là chính xác nhất là trên cộng hưởng từ hạt nhân và trên xạ hình cơ tim, hoặc là chúng ta đánh giá bằng nồng độ của các biomarker như là troponin T, troponin Y siêu nhạy. Và liên quan đến thời gian tắc nghẽn động mạch vành nữa, thời gian tắc nghẽn động mạch vành càng dài thì cái suy tim nó càng nặng nề và liên quan đến tuần hoàn bằng hệ và liên quan đến nhu cầu chuyển hóa của cơ tim. Tức là nếu cơ tim càng tăng nhu cầu chuyển hóa thì mức độ suy tim nó sẽ càng tăng lên. Và khi nào thì sốc tim có thể dễ dàng xảy ra? Sốc tim có thể dễ dàng xảy ra khi mà tổn thương cơ tim lớn hơn 40% khối lượng cơ tim. Và trong đó thì những bệnh nhân nặng nhất là sốc tim thì chiếm
tới 6 đến 12% các bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST trinh lên, một tỷ lệ vô cùng lớn, và tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân này là từ 20 đến 60% tùy các mức độ. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là chúng ta còn rất là nhiều vấn đề tồn tại trong cái điều trị suy tim sau nhồi máu cơ tim, và chúng ta cần phải có nhiều các cái biện pháp hỗ trợ cho các bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim. Và chúng ta có một loạt các yếu tố dự báo suy tim cấp và sốc tim sau can thiệp động mạch vành, bao gồm thứ nhất, tuổi càng cao thì càng dễ bị suy tim cấp hoặc sốc tim. Giới nữ thì dễ bị hơn nam giới. Các bệnh nhân có tiểu đường thì tỷ lệ cao hơn không có tiểu đường. Các bệnh nhân có nhồi máu cơ tim thành trước, các bệnh nhân trước đây đã từng bị nhồi máu cơ tim rồi bây giờ lại bị nhồi máu cơ tim lại, hoặc các bệnh nhân nhiều nhánh động mạch vành, các bệnh nhân tổn thương thân trung hoặc tổn thương ngay đoạn 1 của động mạch liên thất trước, hoặc các bệnh nhân suy tim phân số tống máu giảm. Và đây là slide cho chúng ta thấy biết cái phác đồ để xử trí một bệnh nhân suy tim cấp sau can thiệp động mạch vành. Thì chúng ta thấy là đầu tiên là chúng ta phải đánh giá về mặt lâm sàng, khám, làm điện tâm đồ, các cái xét nghiệm máu và chụp X quang tim phổi. Tất cả những cái xét nghiệm này vô cùng quan trọng cho chúng ta chẩn đoán xác định, và đồng thời cũng giúp cho chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Và chúng ta sẽ phải xem cụ thể các bệnh nhân có rối loạn nhịp hay không, và chúng ta phải loại trừ các cái suy tim cấp do các cái nguyên nhân khác. Ví dụ như bệnh nhân bị mất máu, bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là sốc nhiễm khuẩn, vân vân, hoặc các bệnh nhân suy hô hấp, vân vân. Và chúng ta phải làm siêu âm tim, điều này vô cùng quan trọng. Và siêu âm tim là biện pháp không thể thay thế được, nhất là đối với những bệnh nhân mà suy tim cấp phải điều trị tại giường. Lúc này chúng ta không thể đưa bệnh nhân đi chụp xạ hình cơ tim hoặc là chụp cộng hưởng từ hạt nhân. Và siêu âm tim thì chúng ta đánh giá những gì? Chúng ta phải đánh giá 3 vấn đề. Thứ nhất là đánh giá khả năng bơm của thất trái, xem là thất trái có suy không. Những bệnh nhân suy tim cấp thì chắc chắn là có suy thất trái, suy bơm của thất trái. Chúng ta đánh giá tình trạng suy thất phải như thế nào. Và nếu mà bệnh nhân có suy thất phải thì chúng ta phải xem 2 tình huống. Một là bệnh nhân có nhồi máu phổi hay không, để chúng ta tiến hành các biện pháp tiêu sợi huyết hoặc là các biện pháp điều trị khác như phẫu thuật. Và còn thứ hai là chúng ta phải xem bệnh nhân có nhồi máu cơ tim thất phải hay không. Và nếu có thì chúng ta phải xem xét cái chuyện là điều phối dịch ra vào đối với bệnh nhân. Đối với bệnh nhân mà chúng ta đánh giá suy tim suy bơm của thất trái thì chúng ta cũng phải, nếu mà bệnh nhân có suy bơm thất trái nặng, chúng ta phải xem là có cần phải chụp lại động mạch vành hay không, và hoặc làm các cái test chẩn đoán khác hay không. Tuy nhiên một lần nữa tôi cũng xin nhấn mạnh là cộng hưởng từ hạt nhân và MSCT cũng như các biện pháp về xạ hình cơ tim thì ít khi được dùng trong những trường hợp bệnh nhân suy tim cấp. Và trong nếu chúng ta phải chụp lại động mạch vành thì trong một số trường hợp, ví dụ như áp lực nhĩ phải quá cao, hoặc là áp lực đổ đầy thất trái thấp, hoặc là bệnh nhân lại thiếu dịch nội mạch, thì lúc đấy chúng ta cần phải đánh giá thêm, làm thêm cái thông tim phải để đánh giá các cái áp lực ở bên phải. Và đồng thời chúng ta cũng phải đánh giá theo dõi huyết áp động mạch bằng phương pháp xâm nhập, cũng như là chúng ta đo độ bão hòa oxy cơ tim. Và siêu âm tim cũng giúp cho chúng ta đánh giá các cái biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim, như là đứt dây chằng cột cơ, hở dẫn đến hở các cái van tim cấp, đặc biệt là hở hai lá gây suy thất trái cấp, hoặc là thủng vách liên thất, hoặc là vỡ thành tự do tràn dịch màng tim cấp, vân vân. Thì đây là những vấn đề vô cùng quan trọng. Và nếu mà chúng đối với bệnh nhân có suy thất trái cấp mà nếu mà chúng ta điều trị mà không thấy phục hồi thì chúng phải xem xét đến chuyện là ghép tim hoặc là đặt thiết bị hỗ trợ thất trái. Còn đối với bệnh nhân là có phục hồi một phần thì chúng ta cũng phải xem là, vì chúng ta không thể sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ như là bóng đối xung động mạch chủ quá lâu được, thì chúng ta phải chuyển sang là dùng thiết bị hỗ trợ thất trái. Còn một số trường hợp như bệnh nhân bị các cái tổn thương cơ học như là hở hay lá cấp hoặc là thủng vách liên thất thì chúng ta phải có hát tim để xem có phẫu thuật vá vách liên thất hoặc là sửa chữa van hay lá hay không. Về phần điều trị nội khoa thì cái này tất cả các bạn đều đã quen thuộc, là chúng ta phải tối ưu hóa chỉnh liều các cái thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc vận mạch, giảm tiền gánh, hậu gánh, và đặc biệt là chúng ta phải điều trị tối ưu đối với các trường hợp mà có ứ trệ phổi nặng, có cung lượng tim thấp và có tụt áp. Và tất cả các thuốc kích thích alpha, kích thích beta giao cảm hay là các thuốc kích thích hệ dopaminergic thì đều có thể gây co mạch, gây nhịp tim nhanh, gây tăng nhu cầu oxy cơ tim và gây rối loạn nhịp tim, cho nên chúng ta phải theo dõi bệnh nhân rất chặt chẽ. Chúng ta cần cân nhắc các biện pháp điều trị hỗ trợ
Đó là gì? Đó là thông khí nhân tạo không xâm nhập hoặc là thông khí nhân tạo xâm nhập. Đối với thở máy không xâm nhập mà có PEEP thì chúng ta có thể làm cho bệnh nhân được giảm tiền gánh, đặc biệt bệnh nhân có phù phổi cấp, và cân nhắc cho bệnh nhân lọc máu. Và trong trường hợp bệnh nhân quá tải dịch nhiều, suy tim nặng, suy thận hoặc có tình trạng kháng lợi tiểu thì chúng ta có chỉ định siêu lọc cho bệnh nhân. Chúng ta cần phải và một vấn đề nữa đặt ra là việc sử dụng bóng đối xung động mạch chủ ở những bệnh nhân suy tim sau can thiệp mạch vành, sau nhồi máu cơ tim thì như thế nào. Chúng ta thấy là bóng đối xung động mạch chủ thì rõ ràng là có thể giúp, đây là một biện pháp giúp ổn định cho người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân mà tình trạng huyết động không ổn định mà do các cái biến chứng của nhồi máu cơ tim có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành và được chỉ định ở nhóm 2A mức bằng chứng B. Thì đây là một biện pháp thứ nhất là giúp để duy trì cho bệnh nhân như một cái điều trị bắc cầu để chờ trong trường hợp là bệnh nhân cấy máy hỗ trợ thất trái NVAT, hoặc và chúng ta thấy là nguy cơ của bóng đối xung nội chủ thì rõ ràng là có những nguy cơ như là thiếu máu chi, như là xuất huyết hoặc là nhiễm khuẩn, cho nên chúng ta không thể để quá lâu dài được, và chúng ta sẽ có những chống chỉ định như là hở chủ nặng hoặc là các bệnh lý của động mạch chủ như là phình động mạch chủ hoặc là các cái chảy máu đang tiến triển vân vân. Hoặc là một số bệnh nhân có rối loạn nhịp tim nặng thì các bạn lưu ý thì những trường hợp này bóng động mạch chủ sẽ không hữu hiệu quả đối với việc hỗ trợ huyết động cho người bệnh. Và slide này cho chúng ta biết là các cái bước của chúng ta phải làm để chúng ta theo dõi người bệnh khi mà đặt bóng đối xung động mạch chủ, và chúng ta sẽ xem xét cân nhắc khi nào thì chúng ta rút bóng đối xung động mạch chủ. Chúng ta phải dựa vào các tình trạng huyết động, huyết áp của người bệnh, nước tiểu, các tình trạng ứ trệ phổi, rồi chúng ta phải điều chỉnh liều heparin hoặc là ngừng heparin phụ thuộc vào nồng độ APPTT vân vân. Và một cái bước nữa đó là chúng ta xem xét việc cấy các cái thiết bị hỗ trợ thất trái, thì đây cũng được coi là một biện pháp điều trị bắc cầu, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với bóng đối xung động mạch chủ thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó không thể hỗ trợ một cách chủ động đối với bơm của thất trái được, nó không thay bơm thay quả tim được. Và do đó ở những trường hợp mà những bệnh nhân suy thất trái rất là nặng thì nếu chúng ta chỉ dùng bóng đối xung động mạch chủ thì không thể đủ để mà duy trì những cái thông số huyết động cơ bản. Và lúc này thì NVAT, thiết bị hỗ trợ thất trái, thì đóng có thể chúng ta được nên cân nhắc như một cái điều trị chuẩn cho người bệnh bên cạnh chúng ta sử dụng bóng đối xung động mạch chủ, và giúp việc sử dụng thiết bị hỗ trợ thất trái rõ ràng là giúp dự phòng cũng như làm kéo dài thời gian để bệnh nhân không tiến triển thành suy đa phủ tạng và từ đó làm giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Và đồng thời đây không những chỉ là một biện pháp để mà là một biện pháp bắc cầu đối với trong việc chờ ghép tim, mà nó còn là một biện pháp điều trị tạm thời để xem là thất trái nó có cải thiện hay không. Ví dụ chúng ta xem xét bệnh nhân có cải thiện hay không để chúng ta tiến hành là ví dụ phẫu thuật cầu nối động mạch vành hoặc là phẫu thuật các cái van tim vân vân. Và rõ ràng là đây là một biện pháp được coi là điều trị bắc cầu để chờ đợi ghép tim cho các cái trường hợp mà có chỉ định ghép tim. Và trong nhiều trường hợp thì thiết bị hỗ trợ thất trái có thể được coi là một phương pháp điều trị cuối cùng, chúng ta gọi là destination therapy, cho những trường hợp mà không có chỉ định ghép tim. Và chúng ta thấy ở những bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim, sau can thiệp động vành mà có mà những bệnh nhân xin lỗi, tất cả các trong tất cả các bệnh nhân được can thiệp đặt thiết bị hỗ trợ thất trái thì cái số bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim sau can thiệp động vành chiếm tới 10%. Đây là số liệu từ các cái nghiên cứu thế giới thực, từ các cái nghiên cứu registry ở trên thế giới. Và các cái hệ thống, các cái thế hệ máy hỗ trợ thất trái thì bao gồm có HeartMate 2, HeartMate 3, thì qua một loạt các công trình nghiên cứu như RoadMap, Endurance và Momentum 3 thì người ta thấy là ngày nay thì các cái thế hệ HeartMate 3 được sử dụng nhiều hơn. Và vấn đề ECMO thì như thế nào? ECMO phải nói thật thì đây chỉ là một biện pháp điều trị tạm thời thôi. Tại Việt Nam mình cái vấn đề thiết bị hỗ trợ thất trái rồi impeller vân vân rồi ghép tim nó còn quá xa vời, cho nên chúng ta thường dùng ECMO, nhưng mà rõ ràng là ECMO không làm giảm được hậu gánh của thất trái, và nếu mà dùng kéo dài thì cũng vẫn có những cái nguy cơ như là thiếu máu chi, nhiễm khuẩn vân vân. Và
Nhưng trong một số trường hợp thì ECMO có thể hiệu quả cho bệnh nhân suy tim, và đặc biệt là suy tim có kèm theo suy hô hấp. Vấn đề nữa là chỉ định điều trị ngoại khoa cho những bệnh nhân suy tim mà sau can thiệp vành trong nhồi máu cơ tim, thì chúng ta sẽ chỉ định cho những bệnh nhân bị hở cấp các cái van tim do biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim như đứt dây chằng, hở van hay lá cấp, hoặc thủng vách liên thất, vỡ thành tự do, vỡ động mạch vành mà có những cái ảnh hưởng đến huyết động. Đó là vấn đề mà điều trị suy tim cấp. Thế còn vấn đề điều trị suy tim mạn sau nhồi máu cơ tim can thiệp động mạch thì như thế nào? Thì cái vấn đề này chúng ta cũng đã trao đổi rất nhiều rồi. Tôi xin có một số slide để tóm tắt và cũng có một số cập nhật các cái công trình nghiên cứu mới, là cái guideline mà chúng ta vẫn dựa vào để thực hiện vẫn là guideline 2016, và cho đến nay thì Hội Tim Mạch Châu Âu chưa đưa ra thêm những cái hệ thống khuyến cáo mới nào. Và thuốc điều trị chuẩn theo guideline thì bao gồm chạy beta, thì chúng ta lưu ý là vấn đề sử dụng chạy beta sớm trong vòng 24 giờ thì ở những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim thì được coi là có hại, chúng ta không nên dùng. Và đặc biệt những bệnh nhân có sốc tim hoặc tuổi trên 70 hoặc cái áp tâm thu dưới 120 thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta không nên dùng. Và đối với bệnh nhân mà có chống chỉ định chạy beta trong vòng 24 giờ thì chúng ta phải lưu ý là sau 24 giờ và những ngày sau chúng ta phải đánh giá lại để làm sao để nếu bệnh nhân không còn những cái chống chỉ định đó thì phải xem xét điều trị cho bệnh nhân sớm để bệnh nhân hưởng các cái lợi ích của chạy beta. Thứ hai là thuốc ức chế men chuyển dạng antoxotaxin, thì cái này chúng rất kinh điển, chúng ta đều biết là nên được sử dụng trong vòng 24 giờ ngay sau khi nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở bệnh nhân EF dưới 40%. Và rõ ràng là người ta thấy là có các cái hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong và giảm suy tim. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là nếu huyết áp tâm thu dưới 90mm thủy ngân, hoặc là có suy thận cấp, hoặc là có các cái dị ứng đối với các nhóm thuốc này thì chúng ta lưu ý không nên dùng. Còn đối với thuốc chạy thụ thể thì chúng ta thấy là được chỉ định cho những bệnh nhân mà không dung nạp với ức chế men chuyển, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thay thế cho ức chế men chuyển và qua một loạt các công trình nghiên cứu như Valiant, Optimal, v.v. Và chúng ta cũng có thể sử dụng thuốc kháng aldosterone ngay trong 7 ngày đầu, nhất là đối với bệnh nhân EF dưới 40%. Và đây là cái lược đồ cho chúng ta biết là cái thời điểm mà chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị suy tim tối ưu nhất như thế nào. Và thấy là trong vòng 24 giờ thì các bạn phải dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể. Và người ta thấy là có thể cải thiện được tỷ lệ tử vong lợi ích tới 40% ngay trong ngày đầu. Và thứ hai là aldosterone, đợt tiểu kháng aldosterone thì sau 24 giờ là chúng ta, và trong vòng 7 ngày đầu là chúng ta phải bắt đầu sử dụng. Còn chạy beta thì chúng ta lưu ý nếu không có chống chỉ định chúng ta cũng nên bắt đầu sớm, tuy nhiên không bắt đầu trong vòng 24 giờ đầu. Và trước khi bệnh nhân ra viện thì chúng ta phải đánh giá lại cho bệnh nhân rất là chi tiết về tất cả các bi lăng để cho bệnh nhân các cái hướng dẫn điều trị sau khi ra viện. Và tất nhiên là chúng ta lưu ý là phải can thiệp động mạch vành sớm ngay khi mà chúng ta khi bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp. Và về một số thuốc điều trị suy tim thì các bạn lưu ý là có một loạt các công trình nghiên cứu đã minh chứng hiệu quả của các cái thuốc, ví dụ như công trình nghiên cứu SWIFT về ibravadin, về emphasis HF, về eplerenone, và đặc biệt là paradigm HF về nephrolysin inhibitor là thuốc acne phối hợp mà sacubitril và valsartan, thì thấy là giảm rất là rõ tỷ lệ tử vong do tử và tái nhập viện về điều trị suy tim, tử vong do tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Và đặc biệt là trong năm 2019 chúng ta có công trình nghiên cứu DAPA HF là nghiên cứu về thuốc ức chế SGLT2 trong là một thuốc điều trị tiểu đường, tuy nhiên đã được minh chứng là có hiệu quả rất là rõ rệt, giảm rất là đáng kể tỷ lệ tử vong về suy tim cả bệnh nhân có tiểu đường và không có tiểu đường. Và đây là kết quả của công trình nghiên cứu Evaluate HF cho thấy là sacubitril phối hợp với valsartan thì có giảm suy tim, giảm tái cấu trúc thất trái thể hiện qua một loạt các cái thông số huyết động của tim. Và đặc biệt trong quá trình điều trị bệnh nhân thì chúng ta phải lưu ý là phải đánh giá liên tục tình trạng lâm sàng, và đặc biệt là các cái biomarker cụ thể là ví dụ NT-proBNP hoặc BNP vô cùng quan trọng để chúng ta vừa tiên lượng cho người bệnh. Chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ có các cái cut off của NT-proBNP, ở đây chúng ta sẽ không nói quá sâu về vấn đề này, để chúng ta dự báo xem nguy cơ tái nhập viện của bệnh nhân nào, chúng ta sẽ có kế hoạch để hướng dẫn bệnh nhân tái khám gần hơn hay là xa hơn. Và một vấn đề nữa đó là vấn đề là người ta đặt ra
giả thuyết là nếu chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng đông thế hệ mới, ví dụ như rivaroxaban, thì có thể ức chế lên quá trình hình thành thrombin, và qua đó chúng nó ảnh hưởng tốt đến một loạt các quá trình như quá trình viêm, quá trình rối loạn chức năng nội mạc, rồi quá trình đông máu vân vân, thì có thể ảnh hưởng lên cái tiên lượng của người bệnh, đặc biệt là điều trị suy tim sau can thiệp động mạch vành hay không. Ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành thì đã có hai công trình nghiên cứu là COMPASS và COMMANDER HS, thì người ta thấy rằng đặc biệt là công trình COMMANDER HS, người ta thấy là sau quá trình điều trị thì lại không thấy có sự cải thiện về tử vong do mọi nguyên nhân, do về tỷ lệ nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ, cũng như tỷ lệ tử vong do suy tim hoặc là các cái biến cố gộp của suy tim, hoặc là làm nặng hơn, giảm cái việc tiến triển nặng hơn của suy tim nếu chúng ta sử dụng phối hợp rivaroxaban với kháng tiểu cầu kép, cụ thể là dùng liều 2,5 rivaroxaban 2 lần trong một ngày phối hợp với kháng tiểu cầu kép thì không có lợi ích về lâm sàng. Chính vì vậy là vấn đề này chúng ta không đặt ra. Và một trong vấn đề nữa về điều trị suy tim sau can thiệp vành đó là vai trò của các cái máy, các cái thiết bị cấy ghép như thế nào. Và theo guideline 2016 thì người ta thấy rằng ở các bệnh nhân suy tim mà do bệnh động mạch vành thì chưa thấy có các cái bằng chứng rõ ràng về giá trị của máy phá dung tự động đối với các bệnh nhân suy tim có phân số dòng máu giảm và có bệnh động mạch vành. Và người ta đồng thuận thì chỉ khuyến cáo việc sử dụng chúng ta và đồng thuận thì người ta đã khuyến cáo là không nên sử dụng ICD cho những bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu giảm mà không phải do bệnh tim thiếu máu cục bộ, mà tuổi trên 70 hoặc là có những triệu chứng suy tim NIHA từ 2 đến 4 vân vân. Và chúng ta thấy là ICD người ta cũng đã thấy là không phải là một cái thuốc chữa bách bệnh, đặc biệt là ở bệnh nhân suy tim do bệnh động mạch mạch vành sau can thiệp động mạch vành và vẫn còn có những cái hạn chế, ví dụ như là nó không thể dự phòng được các cái cơn nhịp nhanh thất hoặc các cơn rung thất, và nó đôi khi nó có những khoảng đến 20% các cái nhát sốc là không hợp lý, không phù hợp, và có đến 5% là các trường hợp là không đáp ứng với ICD, và 5% các trường hợp là VT hoặc VF, tức là cơn nhịp nhanh thất hoặc là rung thất, nó không đáp ứng với ICD. Và nó còn một loạt các cái vấn đề nó liên quan những cái bất lợi, ví dụ như là làm cho bệnh nhân cảm thấy lo lắng, trầm cảm do mà mình phải đang mang một cái máy hoặc là những cái nhát sốc không hợp lý. Và nhiều người thì lại khi mà dùng thì chỉ mong muốn làm sao chúng tôi tháo bỏ cái ICD ra. Và cái này, cái slide này chúng tôi chiếu rồi. Một vấn đề nữa đối với suy tim ở bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành là các bạn rất lưu ý, đó là vấn đề dung nhĩ. Thì vừa dung nhĩ lại vừa mạch vành, hai thứ đấy nó đều ảnh hưởng đến tái cấu trúc thất trái và đều làm nặng lên quá trình suy tim, và khi suy tim nặng lên thì lại làm cho các cái cơn dung nhĩ dễ dàng xuất hiện, mà lại làm cho giãn nhĩ trái và làm cho dung nhĩ lại trở nên bền bỉ. Thì rõ ràng là chúng ta phải dự phòng dung nhĩ, và khi bệnh nhân đã có dung nhĩ rồi thì rõ qua một loạt các công trình nghiên cứu, đặc biệt là công trình nghiên cứu Caston HF, người ta thấy rằng điều trị can thiệp bằng triệt đốt với sóng cao tần thì rõ ràng là đem lại hiệu quả và cải thiện tỷ lệ tử vong cao hơn là chúng ta chỉ kiểm soát tần số bằng thuốc. Như vậy là giữa kiểm soát nhịp và kiểm soát tần số đối với bệnh nhân suy tim, thì người ta đã thấy qua công trình Caston HF, người ta thấy là kiểm soát nhịp thì rõ ràng nó có hiệu quả và cải thiện tỷ lệ tử vong hơn. Và công trình nghiên cứu Canaba thì cũng cho thấy là so sánh giữa triệt đốt dung nhĩ bằng sóng cao tần với dùng thuốc rối loạn nhịp thì rõ ràng là triệt đốt dung nhĩ bằng sóng cao tần thì cũng giảm được tỷ lệ tử vong và tái nhập viện cao hơn. Và đối với bệnh nhân dung nhĩ mà khi nhiều trường hợp người ta đốt nút nhĩ thất, và khi đốt nút nhĩ thất xong thì các công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng tạo nhịp hai buồng thất thì rõ ràng là cải thiện cái tỷ lệ tử vong và tái nhập viện do suy tim được nhiều hơn so với chúng ta chỉ tạo nhịp thất phải. Và một vấn đề nữa ở trên tôi đã nói là vấn đề là đối với những tổn thương cơ học do nhồi máu cơ tim, mà đặc biệt là hở hai lá, thì hoặc là đối với những bệnh nhân bị hở hai lá do tái cấu trúc thất trái do suy tim sau nhồi máu cơ tim, thì chúng ta còn một biện pháp điều trị nữa nếu không mổ, đó là sử dụng kẹp
sửa van hay lá qua da, qua đường ống thông, mitral clip ở viện tim mạch, chúng ta đã tiến hành được 11 ca đều thành công và không có bệnh nhân tử vong. Với sự trợ giúp của siêu âm tim 3D và các bác sĩ can thiệp sẽ đưa ống thông vào qua đường tim phải, chọc vách liên nhĩ và đưa xuống van hay lá để dùng một cái kẹp để kẹp cái chỗ hệ chỗ xa van hay là chỗ hở cơ năng của van tim. Và trong công trình nghiên cứu CoAP thì người ta đã thấy được là mitral clip rõ ràng là làm giảm tự tử và làm giảm tỷ lệ nhập viện do suy tim, cũng như là giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, cũng như giảm các cái biến cố gộp, và trong đó thì có làm giảm một loạt các cái tác dụng bất lợi, ví dụ như là chúng ta thấy là giảm được hở hay lá này, giảm được tử vong này, giảm tử vong do ngọn bệnh nhân sau 12 tháng, giảm tử vong và tái nhập viện do suy tim sau 24 tháng, cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện được khả năng gắng sức và cải thiện được chức năng thất trái vân vân, và đồng thời là các giảm được các cái tỷ lệ tử vong cũng như là đột quỵ cũng như nhồi máu cơ tim so với chúng ta sử dụng phương pháp phẫu thuật. Và hiện tại có hai công trình nghiên cứu về mitral clip, thì một công trình nghiên cứu là ở Pháp và một công trình nghiên cứu ở Hoa Kỳ là CoAP. Thì công trình nghiên cứu ở Hoa Kỳ có cho thấy cái giá trị có hiệu quả của mitral clip, và công trình này thì được thiết kế tốt hơn là công trình nghiên cứu ở Pháp. Và một loạt các cái biện pháp điều trị mà chúng ta đều biết là chúng ta đều phải thực hiện, đó là điều chỉnh lối sống cho người bệnh, thì cái này là chúng ta ai cũng biết nhưng mà không phải ai chúng ta cũng làm đầy đủ. Hướng dẫn bệnh nhân thay đổi lối sống, tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn và tuân thủ thuốc. Và vấn đề là tập luyện sau nhồi máu cơ tim, phục hồi chức năng tim mạch sau nhồi máu cơ tim, thì đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vậy thì đối với bệnh nhân suy tim sau can thiệp động mạch vành sau nhồi máu cơ tim, khi nào thì chúng ta bắt đầu cho bệnh nhân các bài tập? Tại Mayo Clinic thì người ta phải cho bệnh nhân ít nhất là sau 6 tuần sau can thiệp động mạch vành, và trong vòng 6 tuần đó chúng ta phải điều trị nội khoa tối ưu, và sau đó thì chúng ta mới bắt đầu cho bệnh nhân vào cái chương trình cardiac rehab, là chương trình đánh giá để tập luyện cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, để chúng ta đưa ra các cái khuyến cáo về hoạt động thể lực cho người bệnh. Và vấn đề telemedicine là vấn đề mà chúng ta đều hướng tới, và nhất là trong thời đại 4.0 thì chúng ta có các cái thiết bị hỗ trợ theo dõi bệnh nhân tại nhà, sử dụng các cái công nghệ với các cái thiết bị cầm tay, máy tính bảng và điện thoại iPhone và smartphone vân vân, thì chúng ta có thể theo dõi và cập nhật các thông số của người bệnh, cũng như là hướng dẫn và chỉnh thuốc, điều chỉnh các cái chế độ lối sống cho người bệnh, cũng như đưa ra các lời khuyên cho người bệnh. Và vấn đề nữa là chúng ta phải sử dụng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh để theo dõi và đánh giá cho các bệnh nhân suy tim sau can thiệp động vành sau nhồi máu cơ tim, vì chúng ta biết rằng vấn đề mấu chốt là thất trái, mà thất trái thì càng ngày theo thời gian nó sẽ càng tái cấu trúc, nó có thể giãn ra, giãn từng vùng, hoặc là nó giãn toàn bộ cầu hóa thất trái và dẫn đến là hở van, cả van từ hai lá và van ba lá cơ năng. Và chúng ta phải đánh giá cả kích thước và chức năng thất trái cũng như các cái tình trạng hở van. Và đặc biệt ở các bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành thì chúng ta phải theo dõi tình không những là chức năng tâm thu của thất, mà chúng ta còn phải đánh giá các cái tình trạng khả năng sống của từ các cái vùng cơ tim bị thiếu máu hoặc bị nhồi máu cơ tim. Thì chúng ta thấy là cái slide đầu tiên chúng tôi đã chiếu về tổn thương vi mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim và các cái xuất huyết, vi xuất huyết ở trong cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim như thế nào. Thì chúng ta thấy là việc đánh giá sử dụng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh như cộng hưởng từ hạt nhân, như là xạ hình cơ tim là vô cùng quan trọng. Và chúng ta cũng sẽ không quên đánh giá các cái tình trạng hở van tim, đặc biệt là ứng dụng siêu âm tim 3D. Và chúng ta biết rằng từ trước đến nay chúng ta chỉ nói đến thất trái thôi, chỉ quan tâm đến thất trái thôi, thì đó là một thiếu sót. Và chúng ta phải luôn luôn quan tâm cả đến thất phải của người bệnh nữa, vì chúng ta vẫn biết là thất phải người ta gọi là forgotten ventricle, cái thất bị bỏ quên. Và chúng ta phải đánh giá cả chức năng thất phải trên siêu âm tim, và các cái nếu trong trường hợp siêu âm tim không cho các kết quả rõ ràng hoặc nghi ngờ, chúng ta phải đánh giá cả cộng hưởng từ hạt nhân nữa.